Để mà nói về cái xe á các bạn, em Ly không bán cho người này thì em Ly bán cũng cho người khác thôi. Như em biển số 59D3-33300 này, Cù Lũ 3 này. Thì sau khi em Ly đăng lên thì cũng có những anh em và cộng đồng mạng thì cũng có rất là nhiều người chê. Nhưng mà riêng bản thân em Ly thấy và theo cái nhận định về số phong thủy á, thì em Ly thấy cái biển số này nó rất là đẹp nha các bạn. Còn về con số á, thì có những số rất là đẹp nhưng mà nó không hợp với mình các bạn. Nên thành ra chúng ta lựa chọn những con số là nó phải phù hợp với mạng của mình thì nó mới mang lại cái sự may mắn cho mình nha. Rồi em Ly ra xe đến nhà cho anh rồi nha. Hai con xe biển số quá đã các bạn. 59D3-33300 và 59U1-35333. Mua là tại vì nó giống với con số xe bên đây nữa các bạn. Tam hoa cuối và tam hoa đầu. Đấy, và anh còn thêm một con xe số cũ kia nữa. 4567. Quá chết. Tại vì á, anh em mình chưa có biết nhau thôi, chứ biết nhau rồi thì mọi thứ nó dễ lắm. Với lại cái Sài Gòn này nó nhỏ lắm, đi đâu cũng gặp người quen hết rồi. Ok. Giống như cái xe này nè. À, anh đi một thời gian cái dàn áo màu đỏ này nó không hợp phong thủy, hay là anh đi một thời gian anh không thích cái màu đỏ này nữa, anh muốn đổi lên màu trắng, anh muốn đổi lên màu đen, rồi anh alo cái Ly, anh có cái xe anh mua của em đó, bây giờ anh muốn đổi qua cái màu đó thì em hỗ trợ như thế nào? Anh chạy cái xe lên, tụi em có những cái dàn áo xe cua cũng là của Ý luôn nha, có sẵn áo là không bể không xé đó nha. Em bán cho anh cái xe nó cũng như vậy. Em thay, em lấy cái áo đó em thay vào cho anh, công cán tụi em lắp ráp miễn phí hết. Còn anh phụ tiền sơn với em thôi. Ví dụ như tiền sơn 1,6 triệu thì anh trả cho em 1,6 triệu tiền. Sơn bây giờ thị trường nó lên 200-300 ngàn vậy thôi. 1,8 triệu thì anh trả cho em 1,8 triệu. Rồi coi như tính tiền sơn, tính tiền sơn thôi. Công cán miễn phí. Rồi. Còn cho máy êm không mày? Cho máy nhẹ không? Nhẹ. Nếu là đừng có ú huyết này kia. Dạ. Lựa, tụi em mua xe cũng lựa lắm. Xe thì rất là nhiều, nguồn thì nhiều lắm, anh em chào cũng nhiều lắm. Nhưng mà mỗi người mỗi cách kinh doanh, mỗi người mỗi cách chọn xe để mà về bán thôi. Dạ. Mình cứ mua mình bán cái xe nó hơi cao hơn người ta một tí, nhưng mà tại vì của khách hàng thì không thể nào mình mua rẻ được. Giống như xe của anh đi ít á, anh đi ít không thể nào mà anh mua vô mà anh trả rẻ được. Xe đi ít không trả rẻ người ta la chết. Bán người ta cũng biết mà. Dạ. Cái giá trị cái xe nó đi tao biết. Còn dàn ngoài thì phải o bế nó lại. Xe cũng phải đi, cũng phải bảo trì bảo dưỡng, o bế nó chứ. Đúng rồi, nhà ngoài bây giờ mà mình để riêng thì nhìn nó cũng không giống ai. Dạ, không giống ai. Nó chốc cà le hết rồi, bây giờ để riêng thì nó xấu chứ đâu có đẹp gì đâu. Thì thôi, sơn tút rồi cho nó đẹp. Sơn chủ yếu là dàn máy móc rồi dàn chân rồi cho nó còn cứng rồi thôi. Ủa mà anh Minh là xem em trên TikTok hay là xem em trên YouTube ta? YouTube hả? Anh coi thì trên YouTube á, cũng có coi bên chỗ em nè, là bên gì chỗ Vũ Tấn bên Thủ Đức. Vũ Tấn Thủ Đức. Rồi Lục Viền gì ở quận 5 gì đó. Trình Lục quận 5. Trình Lục quận 5. Rồi cái gì ở Phan Văn Trị cũng ở quận 5 gì đó, gì cơ gì đó, Trường Kỳ hả? Trường Kỳ. Thì đó anh cũng có coi mấy kênh. Dạ. Bắt đầu là anh mới chọn lựa thì mình cũng, anh là thứ nhất là phải xe cho nó ngon lành, thứ hai thì biển số cho nó ok. Dạ. Đó là anh coi thì thấy là bên chỗ em là mới bóc cái biển số này thì anh thấy nó hợp lý. Dạ. Cái xe cái biển kia em bấm cũng đẹp ghê, 33268 á, nhưng mà nó vô một cái xe 125. Cũng giống y chang như anh luôn. Là ảnh có cái ô tô là 37268. Nên ảnh coi cái clip cũng trên YouTube của em luôn, ra 33268. Ảnh chốt luôn. Lấy luôn. Dạ lấy luôn. Ảnh kêu là nó lại là 125. 125. Dạ. Ảnh kêu là tôi không cần. Nói chung là
miễn sao cái xe chạy ngon cho tôi là được, chứ tôi cũng không quan tâm là xe rớt hay chưa. Nhưng mà tôi thích cái biển số đó là tôi mua. Dạ. Mà cái đúng là anh chọn vô cái xe, em bấm ba cái biển đẹp nó đều vô ba con xe cọp hết. Hên ha. Dạ. Hên là ba nó vô cái cọp. Dàn xe cọp của mình ha. Đúng rồi. Còn mấy cái biển kia nó bình thường, nhưng mà nó cũng vô mấy cái hàng xe nó cũng bình thường. Chứ đấy. Đêm đi bấm 15 số. Rồi anh cũng nói cho anh xong rồi, cũng như anh vậy đó, cũng bớt gần 5 triệu. Anh kêu bây giờ không có lằng nhằng nhiều. 5 triệu đó. Tại vì trùng với biển số của xe hơi hỏi á. Dạ. Rồi anh lấy cũng nhanh gọn rồi, nhưng mà anh chưa có lấy về, anh đặt cọc 70 triệu anh để đó. Anh kêu là anh cũng chất chơi, em nói câu vậy thôi là em kêu thôi được rồi. Chốt cho anh luôn chứ không có kỳ kèo gì nữa hết. Tôi đặt cọc 70 triệu. Ly á, ai thời gian từ đây tôi để tới ngày đó, ai trả cao hơn cứ việc bán. Còn trả tiền cọc lại đây cho tôi. Đó, nói vậy chứ thôi vậy thôi. Em chốt cho anh luôn chứ cần khỏi cái gì mình nữa. Mình không có cần phải lời kiểu đó. Dạ đúng rồi, bán chốt rồi mình giữ xe lại cho anh đàng hoàng rồi. Đồ đạc trên xe là mình phải đảm bảo cho khách hàng những cái đồ gì nó đúng nguyên vẹn của nó, chứ mình không có bày bại những cái phần mình đó. Mình đâu có cần thiết phải lời chi chút đỉnh thì dạ. Bán như vậy rồi bán lung tung chi không. Anh Chiêu đã tin tưởng rồi thì không có lo mỗi gì đó. Nhưng mà bây giờ thì chưa có lấy xe về được nên để đó. Lý do là vậy đó. Thì em đi coi được thì em nhận cọc của anh. Còn ông thì cái cái xong rồi em kêu dạ rồi ok, cũng được anh chứ không sao hết. Giữ dành. Thì sau khi mà thương lượng giá và anh đã chồng tiền xong rồi á, anh cũng không có chạy thử xe luôn các bạn. Nhưng mà em Ly kêu là thôi chạy thử cái xe đi, coi cái máy nó có ngon hay không, cái máy nó có ok hay không thì hãy lấy, còn không thì từ từ lấy cũng được. Nên anh kêu thôi để anh chạy thử cái máy xe, anh test thử coi thử nó có ngon hay không và nó có giống như những lời mà em Ly nói hay không nha. Tại vì em Ly biết á là xe đã qua sử dụng rồi, nên có những xe nó hợp với mọi người và có những xe mọi người chạy mọi người cảm nhận nó không tốt. Nên á, em Ly luôn khuyến khích mọi người đến cửa hàng của em Ly xem trực tiếp, chạy thử nghiệm trực tiếp, còn không thì em giao đến tận nhà, mọi người cứ chạy trải nghiệm thực tế thoải mái để xem thử nó có phù hợp với mình hay không nha. Rồi, em cảm ơn anh nhiều nha. Chào nha. Rồi em về luôn anh ơi. Dạ, bye bye anh, em về.